Hello everyone, welcome back to another video of IELTS Speaking Part 2. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục giải một chủ đề nữa trong bộ đề IELTS Speaking quý này ha. Thì dạo gần đây á, đặc biệt là mấy ngày qua thì con của mình nó đang bị ốm ha, cho nên thành ra là mình ngoài những cái giờ mà dạy trên lớp ra, mình không thể nào ngồi vào laptop được để làm video cũng như là viết bài mẫu ha. Cho nên là có thể là cái xác suất làm video nó sẽ không có được thường xuyên trong thời gian này, có thể là tuần này á ha. Nên thành ra nếu như bạn nào đã yêu cầu và chờ đợi lâu nhưng mà vẫn chưa có bài thì các bạn thông cảm ha, thì mình sẽ cố gắng thu xếp khi nào mình có thời gian rảnh ha để mình làm cho các bạn. Ok rồi, và trước khi bắt đầu video thì mình hy vọng các bạn có thể bỏ ra vài giây để like cũng như để lại bình luận ha, nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh mình phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ giải một cái đề, đó là describe a time you were friendly to someone you didn't like. You should say when and where it happened, who he she was, why you didn't like this person, and explain why you were friendly to him or her on that occasion. Vậy thì mình sẽ đến với phần brainstorming ha. Rồi, trả lời câu hỏi nào. When thì mình nghĩ một cái trường hợp mà hầu như bạn nào cũng có thể đã gặp, đó là mình làm việc chung với một người nào đó mà mình không thích ha. Đi làm thì càng dễ nữa đúng không, nhưng mà đi học, nếu mà trường hợp mình chưa có thì mình có thể bịa ra, tại vì cái ngữ cảnh của nó cũng khá là thông dụng ha. Cho nên là mình đã nghĩ tới câu chuyện đó và mình thấy là cái cốt truyện này nó phù hợp với là nhiều bạn ha. Rồi, mình có thể bắt đầu là gì? I'm gonna talk about, hay là this topic reminds me of the time cũng được ha. This topic reminds me of, hoặc là about the time I did a pair assignment with, hoặc là I did a group project with. Tên của cái người đó ha. Who was a person that I hated a lot? Đó, một cái người mà tôi rất là ghét ha. Sau đó mình có thể nói về xảy ra khi nào ha. Thường cái ý thứ hai sẽ là xảy ra khi nào. Nhớ ha, nhớ để gì vô thì rối cỡ nào cũng không quên. If I'm not mistaken, it took place about bao nhiêu năm trước rồi. When I was, lúc đó là mình là gì? Ví dụ như it took place about 2 years ago when I was a first year student at university. At the time, vào thời điểm đó làm sao? Ví dụ như ở trường thì gì, cô giao cho mình là một cái bài tập nhóm đúng không? Và vậy mình phải lên thuyết trình chẳng hạn đó, và cô chọn chỉ định người, chắc chắn là mình sẽ nào không thể nào mình chọn người đó được rồi, đúng không? Thì cô chỉ định, cô picked đó, mình là pair mình up với cái bạn đó. Thấy chưa? Đó là một cái kịch bản ha. How did it happen? Và nó đã xảy ra như thế nào? Ví dụ như đây, unfortunately I was paired up with who was the last person I wanted to work with. Đó, cái ý mình đều quan hệ đó là thể hiện là mình không ưa người đó đó. Không may mắn thay là tôi bị cặp với tên người đó ha. Cái người mà cuối cùng mà tôi muốn làm việc cùng, tức là mình không có mong đợi ha. Sau đó mình có thể nói về why didn't you like her? Tại sao mà lại không thích người đó? Like her or like him ha. There are several reasons why I couldn't stand this boy or this girl. Now, couldn't stand cũng là không ưa, không chịu nổi, nhìn không ưa ha. For one thing, the old thing. For another, lý do thứ hai. Nếu còn nữa thì also, hoặc là on top of that, hoặc là besides, để đưa ra lý do thứ ba ha. Tiếp theo mình có thể nói về why did you have to be friendly to her? Tại sao mình lại phải thân thiện đối với người đó? Ví dụ như for the sake of my, vì cái lợi ích của cái gì đó. Ví dụ như my academic results, vì lợi ích của cái kết quả học của tôi ha, thì tôi phải gì, bite the bullet, là phải cắn răng chịu đựng ha. Một cái idiom ha, bite the bullet, là tôi phải cắn răng chịu đựng, và found a way to, và tìm cách để làm gì, có thể là để hợp tác với người đó đúng không, bởi vì lợi ích của mình. How did things turn out in the end? Và vậy cúp cuối thì mọi chuyện như thế nào? Luckily hay là fortunately, in the end, may mắn thay là cuối cùng nó làm sao. Còn nếu như mà không may mắn thay thì lại cái kết quả nó sẽ tiêu cực ha. May mắn thì kết quả tích cực. Và kết bài thì bạn có thể nói how did you feel about that? Bạn cảm thấy như thế nào về cái chuyện đó, cái điều đó? Ví dụ như đây là that was a huge sign of relief and I couldn't be happier. A huge sign of relief là một cái thở phào nhẹ nhõm ha. Và gì? I couldn't be happier là không thể vui hơn được nữa. Hopefully in the future I'll never have to work with a person like her again. Đó.
Hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ không phải làm việc với một người giống như cô ấy bất kỳ lần nào nữa. À, đây là cái dàn ý cho bạn nào mà cái bài mẫu của mình nó chưa phù hợp với cái nội dung bạn muốn nói ha, thì bạn có thể tham khảo thử cái này. Và bây giờ mình sẽ đến với phần nội dung chính cái bài mẫu của video ngày hôm nay. Đấy, mình sẽ nói đóng vai trò là sinh viên ha, tại đa phần là các bạn đi thi đều là sinh viên ha. Mình đứng vai trò đó mình nghĩ cho các bạn. Rồi, mình đọc qua nha. This topic reminds me of the time I did a pair assignment with one of my classmates at university. If I'm not mistaken, it took place about 1 year ago when I was still a second year student. At the time, I was studying a subject called public speaking, and as a requirement of the lecturer, I had to work with another person to prepare for a presentation. Normally, we could choose our partner, but somehow that time, my lecturer decided to pick two names randomly from a list, and unfortunately, I was paired up with Kim, the last person I wanted to work with. Well, first of all, let me tell you why I really hated this girl. For one thing, she was super lazy and irresponsible. Some of my classmates had worked with her and they all told me that she was the weakest link in their team. When she couldn't finish a task on time, she always came up with excuses and never took responsibility. As a person who cares a lot about my study, I can't bear the thought of having a bad mark because of someone else's fault. For another, she was kind of mean. She had a habit of talking behind someone's back, and that's something I extremely loathe. Generally speaking, it was a real pain working with her. But for the sake of my academic success, I had to bite the bullet and found a way to cooperate with her. I tried to play nice and be as friendly to her as possible. Whenever she showed a sign of laziness, I encouraged her and gave her some compliment on her work. I was also pretty selective in my choice of words whenever I had a discussion with her, as I didn't want to hurt her ego. Luckily, in the end, everything turned out fine. We received a fairly good mark for our presentation, and that was a huge sign of relief for me. Đó là toàn bộ nội dung cái bài mẫu của video ngày hôm nay ha. Mình sẽ cùng đi lại một lần nữa cũng như là dịch nghĩa cho các bạn. This topic reminds me of the time, hay là I'm gonna talk about the time, cái nào cũng được nha. I did a pair assignment ha, with one of my classmates at university. Tôi làm một cái bài tập cặp á ha, pair là làm cặp, làm hai người á, cho nó dễ nói ha, với một trong những cái người bạn cùng lớp với tôi ở đại học. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì xảy ra khoảng một năm trước khi tôi là sinh viên năm 2. Và thời điểm đó thì tôi đang học một cái môn gọi là public speaking, môn nói chuyện trước đám đông ha. Và là một cái yêu cầu của lecturer, là cái người giảng viên đại học á, là yêu cầu của giảng viên thì tôi phải làm việc với một người khác để chuẩn bị cho một cái presentation ha. I had to work with another person to prepare for a presentation. Rồi, bình thường thì normally chúng tôi có thể chọn cái người làm việc cùng ha. We could choose our partner. But somehow that time, nhưng mà không hiểu sao lần đó hoặc một cách nào đó thì cái lần đó cái người giảng viên của tôi là chọn quyết định là gì? Chọn ra hai cái tên ngẫu nhiên từ danh sách ha. Pick two names randomly from a list. And unfortunately, và không may mắn thay, I was paired up with, nhớ ha, paired up ha, ED đọc thành D, nói lại, I was paired up with Kim. Tôi bị nhóm chung với Kim, cái người cuối cùng mà tôi muốn làm việc cùng ha. The last person I wanted to work with. Rồi, đầu tiên, first of all nha, nhớ là first of all, chứ không first of all nha. Nói lại, first of all, chữ up là thành âm V ha, vò như vò gạo. First of all, let me tell you why I really hated this girl. Hated nha, I really hated this girl. Để có nói cho bạn nghe cái lý do mà tôi rất là ghét nhỏ này ha. For one thing, vào những lý do đầu tiên là gì? Nó siêu lười luôn, super lazy and irresponsible, và vô cùng là vô trách nhiệm, irresponsible. Some of my classmates had worked with her. Một số người bạn cùng lớp đã làm việc với cô ấy rồi. And they all told me that. Và tất cả bọn họ đều nói với tôi rằng she was the weakest link in their team. Cô ấy là cái sự
liên kết yếu nhất trong đội, đó là cái người mà làm cho mọi người mất đoàn kết, mất cái sự liên kết khi làm việc ha. The weakest link in their team. When she couldn't finish a task on time, khi mà cô ấy không có hoàn thành được cái nhiệm vụ đúng giờ ha, đúng thời hạn á, thì she always came up with excuses. Cô ấy luôn luôn vậy, viện ra những cái lời biện hộ, excuses ha, and never took responsibility, và không bao giờ nhận trách nhiệm cả. As a person who cares a lot about my study, là một người mà rất là quan tâm tới cái việc học của tôi ha, thì I can't bear the thought of having a bad mark because of someone else's fault. Nhớ lưu ý cái chỗ này phát âm nha. Because of someone else's fault nha. Someone else's fault. À, tôi không thể nào chịu đựng được cái suy nghĩ mà gì bị điểm tệ ha, bởi vì cái lỗi của người khác. À, mark ở đây là điểm ha, theo tiếng Anh ha. For another, lý do thứ hai là gì? She was kind of mean. Cô ấy hơi xấu tính. Mean ở đây là xấu tính nha. She had a habit of doing something ha. Cô ấy có cái thói xấu là gì? Talking behind someone's back. Cô ấy có cái thói quen hay nói xấu sau lưng người khác. Talking behind someone's back. And that's something I extremely loathe. Đó là gì? Là cái thứ mà tôi vô cùng ghét ha. Loathe là hate something very much. Generally speaking, nói chung thì it was a real pain working with her. Làm việc cô ấy đau đớn lắm, là một nỗi đau phải làm việc với cô ấy ha. But for the sake of my academic success, academic success nha, academic success. Nhưng mà vì cái lợi ích gì thành công trong học tập của tôi đúng không? Thì I had to bite the bullet, thì tôi phải cắn răng chịu đựng và gì? Found a way to cooperate with her, và tìm cách để cooperate with her, để làm việc chung với cô ấy. Bắt đầu mình làm cái gì ha? I try to play nice, và tôi cố gắng là gì? Tôi thảo mai đúng không? Tôi giả bộ tử tế và gì? Be as friendly to her as possible, và cố gắng là gì? Thân thiện với cô ấy hết sức có thể. Whenever she shown the sign of laziness, thì mỗi lần một cái thể hiện cái dấu hiệu lười biếng ha, thì I encouraged her, tôi khuyến khích cô ấy, động viên cô ấy, encouraged her ha, and gave some compliment on her work, và khen cô ấy ha, khen cái công việc mà cô ấy làm. I was also pretty selective with my choice of words. Tôi cũng rất là cẩn thận, selective là chọn lựa ha, trong cái việc gì sử dụng cái ngôn từ của mình. My choice of words là việc sử dụng cái từ ngữ của mình ha. Whenever I had a discussion with her, mỗi khi tôi thảo luận với cô ấy, as I didn't want to hurt her ego, vì tôi không muốn tổn thương cái lòng cái tôi của cô ấy. Ego là cái tôi ha, cái tự tôn của cô ấy. Luckily in the end everything turned out fine. May là cuối cùng thì mọi chuyện ổn ha. Turned out, turned out nói lại ha, turned out fine. We received a fairly good mark for our presentation, and that was a huge sign of relief for me. Chúng tôi nhận được điểm khá là tốt cho cái bài thuyết trình ha, và that was a huge sign of relief ha, là một cái thở phào nhẹ nhõm đối với tôi. Đó, đó là toàn bộ dùng cái bài mẫu ngày hôm nay ha. Hy vọng những cái tư vấn, những cái ideas mình đưa ra đã giúp ích cho các bạn. Ok. Các bạn đừng quên like cũng để lại bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh mình phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. That's also the end of today's video. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next videos. Bye bye.